Phật tử nói rằng đây nhất tâm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà chồng cứ uống rượu vào là chồng lại chửi, thậm chí chửi cả Phật, cả Pháp, cả Tăng nữa. Đây là nghiệp chướng của vị đấy, cộng nghiệp đấy. Thôi cố gắng mà sám hối, phóng sinh, rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho vị Bồ Tát ở bên cạnh mình đấy. Đấy là Bồ Tát đấy. Chúng ta Hòa Thượng Tịnh Không nói gì, quay oan gia trái chủ như là Bồ Tát thì chúng ta mới tu được thành tựu. Họ chửi ta, ta đừng có thoái tâm. Họ mắng ta, ta đừng có bỏ đạo. Họ không cho ta tụng kinh to, tội gì? Ta niệm Phật ở trong gì? Ở trong tâm. Niệm bằng cách gì ạ? Gọi là kim cang trì. Chỉ niệm Phật máy máy ở trên môi thôi. Cứ bốn câu A-mi-đà Phật, A-mi-đà Phật, chúng ta niệm cứ A-mi-đà Phật nhẹ nhàng như thế, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, bốn câu A-mi-đà Phật như vậy, hoặc sáu câu Nam-mô A-mi-đà Phật như vậy chẳng hạn. Duyên không đủ để cho chúng ta lập đàn tràng tụng kinh gõ mõ to tiếng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.